Em xin chào cả nhà, hôm nay lên sớm xíu nha cả nhà ơi. Tranh thủ cả nhà mình ơi. Tranh thủ trưa nay em lên cho các chị mẫu bà like này nha. Đẹp quá trời đẹp. Xịn không? Sờ sát. Sờ sát tay mát. Cũng còn được 5 màu chứ bộ ạ. Dặn chị từ lâu sau mai số 4 nhiều. Em xin chào cả nhà. Cả nhà có vào được cả nhà cho em xin một chấm tương tác nha cả nhà ơi. Hồi tối hôm qua giờ không biết Facebook có bị gì không nữa mà like không có thấy bình luận của mấy chị coi cũng không được luôn. Mẫu đẹp lắm mấy chị, mẫu em đang mặc rất là đẹp. Màu lam nó cũng màu lam lên quá đẹp luôn. Lam này là tuổi nào mình mặc cũng ok ha, rất là đẹp. Các chị tranh thủ chốt nha các chị ơi. Cái lô này em sắp hết rồi. Lô này khách nhà em mỗi một chị mua là 2 bộ trở lên thôi mà, 2 bộ, 3 bộ, 10 bộ. Khách nhà em lấy đủ màu luôn. Phải mất công. Tại cái mẫu này nó đẹp đó chị, đẹp mà form đẹp nữa. Chị Hương nhiêu ký ta? 4 mấy? 42-43 ký hả? 42-43 ký thì mặc bộ này đẹp vậy. Nhiều vậy. Cả nhà vào rồi cho em xin một cái tương tác nha cả nhà ơi. Em chào chị Kim Thoa, em chào tất cả các chị. Qua đây mạng nó sao á, mấy chế Facebook nó sao. Chia sẻ coi. Để em chia sẻ lên này. Không thấy bình luận luôn chị. Thì dễ thôi. Thấy có mình anh chị Kim Thoa. Em chào chị Kim Thoa. Chờ view lên mình tấu hài đi. Tấu hài lên view dữ lắm. Bộ đang mặc size mấy? Bộ em đang mặc là có đủ size nha chứ ơi. Từ size 1 đến size 6. 45kg đến 75-76kg mặc vừa. Bộ em mặc rất là đẹp với chị, mẫu này quá đẹp luôn. Mẫu này cái chị nên lấy 2 bộ đi về để hết mẫu á mấy chị. Tại vì mỗi một mẫu là em ra có một lô một à.
thích nuôi nhưng vẫn thích. Rồi chị là cảm ơn chị Thị Nhàn. Em cảm ơn chị Thị Nhàn. Chiều có ca đi mà bị ngâm tưới thì cũng chiều mấy giờ để uống đi con không chưa ăn biển đâu. Hai vợ chồng trốn con đi ăn. Em đang mặc là màu lam nha các chị. Em đang mặc là mã lam, các chị chốt em lam ạ. Thuận cao cổ lam. Đơn của chị Thu Phì, Thu Phì. Hôm bữa hả bên em gọi điện cho chị. À, không biết cái chị cho đúng số hay không ha. Em đặt em gọi cuộc đầu tiên á thì hình ảnh nghe máy. Cái đang nói chuyện cái tắt ngang. Xong á là bên em gọi lại mấy cuộc sau không có bắt máy, tới chừng cuộc thứ tư á bắt máy thì đàn ông bắt máy báo là sai số điện thoại. Chị kiểm tra lại số điện thoại giùm em ha, 0945 141 677. Chị cho đúng số không ạ? Một bộ lam số 5 em chốt cho chế Thuận Cao. Chị nhận được đồ rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chế Mai Quỳnh rất là nhiều. Mẫu này các chị nên mua các chị ơi, mẫu này đẹp lắm luôn á, mẫu này mặc đẹp, phơm vô mà phơm rất là tôn dáng luôn ha. Rồi, màu em, tổng cộng em có 10 màu nha. Rồi, màu này lên giúp giùm em là màu riêu. Chị nào size 4 á, thì tranh thủ mua nha. Size 4 em còn được có 5-6 bộ à. Lên giúp giùm em màu này là màu xanh riêu cả nhà. Chốt em màu xanh riêu. Em đang mặc tới là màu này là màu lam nha. Màu xanh riêu. Rồi, màu này lên giúp giùm em là màu tím đậm. Chốt em màu tím đậm cả nhà, tím đậm. Rồi, màu nho. Chốt giúp giùm em là màu nho ạ, màu nho. Màu ruốc. Quá đẹp luôn. Chốt em màu ruốc nha, màu ruốc. Màu xanh riêu size số 4. Còn hết rồi chứ ơi. Riêu 4 em hết rồi, size số 4 nè, em còn được màu tím quế nè, màu lam nè, màu nho nè, màu xanh ngọc với lại là màu ruốc thôi. Màu riêu em hết rồi, chị nào size 4 thì tranh thủ chốt nha, em sắp hết rồi. Vẫn còn có mấy bộ à. Rồi lên giúp giùm em là màu xanh đen. Em đọc lại màu của size số 4 nha. Màu tím quế, màu lam, màu nho, màu xanh ngọc với lại là màu ruốc. Màu này lên giúp em màu xanh đen. Màu xanh đen nha các chị. Màu này đáng lý ra nó là màu xanh Na Uy á, nhưng mà em đọc xanh đen cho mấy chị dễ chốt. Rồi màu này màu tím quế. Tím quế size số 4 cho chế Hoa Lê. 60kg mình cao bao nhiêu cái su mi rồi. Xanh đen không có size 4. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị Nguyễn Thủy nghe. Em đọc size số 4 đó, em đọc hai quận cho chị nghe rồi đó. Size số 4 bây giờ còn lại có 4 màu thôi, màu lam, màu nho, màu xanh ngọc với màu ruốc, còn được 4 màu đó chị. Rồi màu này lên giúp em màu tím Huế nha, tím Huế. Nho size số 4 cho chế Hoa Lê luôn. Chị Su Mi mà 60kg cao 1m56-57 trở lên thì mặc size số 3 nha chị. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh ngọc. Chốt em màu xanh ngọc cả nhà. 1m59 hả chị, rồi mặc size số 3 nha chị Su Mi. Mặc size số 3, em là 1m58, em nặng 50kg, em đang mặc size số 1 nè. Tiếng quế 3 anh chốt cho chị Nguyễn Thiệu Huệ. Rồi lên giúp giùm em, bộ này là có vẻ đinh nha cả nhà. Xanh ngọc 3 anh chốt cho chị Nguyễn Thiệu Huệ luôn. Màu đặc này đẹp đẹp không à. Màu đen hiện tại em hết 3, hết 4, hết 5. Đen hiện tại em còn có 1, 2, 6 à. Màu đen hiện tại em còn size 1, size 2 và size 6. Chốt em màu đen. Màu đen nha các chị. Màu ruốc xe số 4 cho chế Nguyễn Thủy. Đã hả chế? Có màu đen thì chị lấy đi rồi. Có rồi đúng không? Cái đó xài mấy vậy? Điều đó xài mấy vậy chứ?
Rồi ok, riêu xe số 4 em có cho chị cho chị Nguyễn Thủy rồi, nha. Xanh đen có xe 4 luôn. Chị Nguyễn Thủy ơi, bây giờ xanh đen em có xe 4, riêu em có xe 4 luôn. Vậy em chốt cho chị nha. Xanh đen xe số 4 cho chị Nguyễn Thủy nè. Màu xanh riêng xe số 4 cho chị Nguyễn Thủy nè. Rồi chị Nguyễn Thủy có lấy luôn màu rút không chế? À, riêng cái bộ này thì 3 bộ mà các chị mua 3 bộ chuyển khoản cho em 100% luôn thì em miễn ship nha cả nhà. Bộ em mặc có 70kg nha, 70kg cao 1m56, 57 trở lên thì chốt size số 5 giúp em. Mặc size số 4 nha chị Sumi. Chị Thu Phì, chị có nghe em hỏi chị cái câu hỏi hồi nãy không? Số điện thoại của chị nè 0945141677 phải số điện thoại của chị không? Đơn của chị em mới xả ngày 9 tháng 3 một đơn đó. Mà em hỏi em nói với chị không có trả lời em. Rồi ok, vậy đừng lấy màu rút nhé. Ok chị Nguyễn Thủy là 2 bộ nha. Các chị mua giùm lưu ý giúp em là kỹ nha mấy chị. Em không có khuyến khích cả nhà mình mua giùm nha, nên là mua kỹ giúp em nha. Rồi lên giúp em màu này là màu nâu. Màu này màu nâu giúp em nha cả nhà, màu nâu. Số điện thoại chính xác của chị là 0945141678 đúng không chị? Hôm bữa chị cho em là 777 ha. Bởi vậy là gọi người ta nói là sai số điện thoại. Mà em cũng không có thấy chị hỏi đơn nữa. Ở bên em là chốt đơn trực tiếp nha các chị, chốt đơn gọi điện thoại trực tiếp nha, bên em không có chốt qua tin nhắn nha. Chị Thu Phì lấy xanh gì? Em có xanh ngọc, xanh riêu và xanh đen. Rồi kèm cái size giùm em luôn. Đơn của chị Nguyễn Thủy gửi luôn, ok chứ Nguyễn Thủy. Màu đen size số 4 em hết rồi chứ Liên Kim ơi. Màu đen với màu nâu chị Nga Phạm Thị lấy size số mấy? Cái chị chốt hàng cho cái màu với cái size giùm em nha. Rồi lên giúp em màu này màu nâu. Màu nâu này rất đẹp luôn nè các chị. Màu nâu này sang lắm. Hồi tối em like á, là cái mạng nó bị cái gì á, em like không có được. Chứ hồi tối mà em like là nó hết luôn rồi đó mấy chị. Cái mẫu này đẹp dữ lắm, hồi tối khách coi không có được. Rồi em đang mặc là màu lam nha, màu lam. Size số 4 hiện tại bây giờ em còn màu lam. Màu nho. Ủa hiện giờ thiếu màu nho hả chị? Bây giờ thiếu màu nho đúng không? À, có nho hả, đúng rồi. Em có màu lam, em size số 4 nè. Em còn màu lam, màu nho, màu xanh ngọc với màu ruốc thôi. Rồi màu này lên giúp em màu nâu nha, em lên lại. Nâu 2 cho chế Nhi Ngọc. 1m58-65kg mặc size 4 chị Sumi. Chị Nga Phạm Thị mặc size số 4 luôn nha. Size số 4 là em đọc đi đọc lại đó mấy chị. Còn ví dụ như cái chị mà thích mặc thoải mái tí xíu á, thì cái chị có thể có bụng nhiều hay gì đó, hoặc mình lớn tuổi tí xíu thì có thể lên size 5. Tại cái form này nó rất là gọn nha, form này không có bự. 58kg, 58kg, 1m65 là mặc size 3. Xanh đen với màu nâu size số 3 cho chị Thu Phì. Chị mua cho người lớn tuổi có thể làm lên size luôn đi mấy chị, lên size 5 đi, tại vì size 4 em còn có mấy bộ rồi nha. Em là 65 đó. Em là 65, em đang mặc size số 1 nè. 1m58 50kg. Còn ví dụ như cái chị mua cho người lớn tuổi hoặc là có bụng tí xíu á thì cái chị có thể là lên size. Lên với em màu này là màu nâu nha cả nhà, màu nâu. Rồi màu đen. Chốt em màu đen. Màu xanh ngọc. Em dơ lại màu cho mấy chị nha. Lại mặc lại từng màu cho các chị xem. Mẫu này đẹp lắm. Màu lam rất đẹp luôn á. Màu lam mặc ở ngoài cực đẹp luôn á mấy chị. Nó sáng mà nhìn nó sang mà nó đẹp á. Cái màu lam em đang mặc nè. Lên với em màu này màu tím Huế. Một nâu một đen size số 4 hết rồi chị Nga Phạm Thị ơi. Em đọc lại size số 4 nè mấy chị nghe giùm em nha. Chị nào size 4. Màu lam, màu nho, màu ruốc với màu xanh ngọc. Còn có 4 màu đó thôi, còn những cái màu khác không có đồng hàng. Xanh ngọc 4 cho chế Liên Kim là em hết luôn nè. Cái chị hỏi hơi không còn bộ nào size 4 nên mấy chị chốt luôn á. Chị Liên Kim cho em số điện thoại. Chị Liên Kim, đúng rồi chị Sumi size số 4. Còn nếu mà mẹ chị thấy mẹ chị tròn người hoặc lớn tuổi á thì lên size số 5 giùm em. Thích mặc thoải mái thì lên size 5 nha. Chị Liên Kim cho giúp giùm em số điện thoại nha chị ơi.
cho lại giúp em số điện thoại. Rồi màu này lên giúp em màu xanh đen các chị, màu xanh đen hoặc là màu xanh Na Uy á. Rồi màu này là màu rút, tại vì có nhiều người người ta thích mặc phơm thoải mái chứ người ta không có thích mặc ôm, nên là mình mua cho lớn tuổi, ví dụ như 50 mấy 60 tuổi đó trở lên á thì mình chốt size số 5 luôn cũng được, tại cái phơm này nó không có rộng. Phơm này là em mặc size, em mặc size 1 là em mặc vừa luôn đó. Lên giúp em màu này nha cả nhà, màu nho, màu nho rất là đẹp luôn nè. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu tím đậm. Em nói với chị nghe không rõ hay là sao, hay là do mạng của nhà mấy chị có vấn đề, mấy chị em trả lời nãy giờ mấy lần rồi đó. Lên giúp em màu này là màu xanh rêu, chốt em màu xanh rêu. Rồi lên giúp em màu này là màu lam nha, màu lam. Thà nó rộng tí xíu cái chị nhấn ben vô nó dễ. Rồi lên giúp em màu này màu xanh rêu đi các chị. Mẫu này rất là đẹp các chị ơi, mẫu này đẹp lắm. Màu nho size số 4 cho chế liên kim luôn. Màu nho size số 3 cho chị Thu Phì. Nho với lam size số 4 hả chị? Còn không chứ? Hết rồi. Nho 4 hết rồi chị Lo Nguyễn ơi, màu lam em còn nha. Em chốt cho chị một, được một bộ lam. Của chị Lo Nguyễn là được một bộ lam. Rồi size số 4 hiện tại bây giờ em chỉ còn hai bộ màu rút thôi. Em còn hai bộ màu rút thôi nha các chị. Chị Thu Thủy, chị Thu Thủy có đơn quần áo không chế? Có đơn quần áo thì nói mấy bạn nhà em lấy cơm cháy cho chị nha. Còn nếu mà em nhận đơn cơm cháy không thì chế đặt giúp giùm em hai túi em mới đi đơn được, một túi không có đi đơn rồi chứ. Chị đặt có hai bịch cơm cháy đó. Hả? Chị Thu Thủy hai bịch hả? À, hai túi cơm cháy cho chế Thu Thủy. Chị ơi, cơm cháy ngày mai hoặc ngày mốt em trả đơn cho chị nha. Hôm nay em hết cơm cháy rồi. Em đợi em đặt lò, cái lò làm ngày mai hoặc ngày mốt có em giao cho chị. Chị Lo Nguyễn ơi, size số 4 của chị hiện tại bây giờ em chỉ còn màu rút thôi nha. Em chốt cho chị được một bộ màu lam nha. Thì lên nữa thì chị. Có size 4 không chị? Size 2, size 3. Có size 4 màu đen thôi. Màu gì? Không phải màu đen, màu nâu. Màu nâu. Size 4 em còn được bộ màu nâu nữa nè. Màu lam. Với màu lam. Vậy là size 4 còn được 3 màu ha. Màu nâu, màu lam với màu rút. Size 4 hiện tại là còn được lam, nâu, rút. Màu đen nữa chị. Em là 1m58-50kg. Em là tầm khoảng 65 á. Mấy chị đừng có canh theo người của số ký của em. Mấy chị cứ cho cân nặng chiều cao của mấy chị đi rồi em canh cho nha. Không có màu hồng, chỉ có nhiêu màu em dơ lên hết cho mình rồi đó. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh rêu nha cả nhà. Chốt em màu xanh rêu. Đợt này em không có về màu hồng. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Chốt em màu này là màu tím đậm. Chốt em màu tím đậm ạ. Mấy màu này mặc lên sang quá. Các chị thích màu sáng á, các chị lấy màu xanh ngọc có mấy chị. Xanh ngọc hoặc màu lam á. Chị chốt lam 4 với nho 4 đúng rồi chị. Vậy là của chị đủ 2 bộ. À, nho 3 là của chị ấy, của chị gì nè, của chị Thu Phì. Có view chưa? Chị Thu Phì là màu nho size số 3. Có màu nho size số 3 nè. Màu nho tổng và tổng cộng 3 bộ nè. Rồi giải quỷ cái bộ nho ba đó đi chị. Màu nâu với màu rút cho chế Lo Nguyễn luôn, ok. Chế bóng. Đơn này chút xíu mấy bạn nhà em gọi điện cho các chị luôn nha. Năm tư năm bảy ký mà size 3 nha chị Phan, chị Phan Phương Thảo nha. Còn nếu mà chị gọn người thì chị lấy size số 2. Nếu mà rồi chị gọn người eo chị 75 trở lại thì lấy size 2 chị. Cho em
Rồi lên giúp dùm em màu này là màu nho, các chị chốt em màu nho. Màu nho đẹp xuất sắc. Nho hiện tại em còn được 1, 2, 3, 5, 6. Bữa nay mấy chị, mấy cô, mấy chị size 6 rồi, không tiêu chân rồi. Qua giờ size 4 luôn. Chị giảm cân thành công. Mẫu này đẹp quá đẹp. Lên nhíu giùm em bộ này màu nho nha cả nhà, chốt em màu nho. Chị màu tím 55. Chị Cẩm Ngoan lấy tím nào chị ơi? Tím nào? Em có tím đậm với tím quế. Chị lấy tím nào với lại là 55kg cho em chiều cao. Chị Liên Kim lên lại số điện thoại giùm em. Nãy đây Liên Kim đây mà chị lấy riêng. Chị Liên Kim lên lại số điện thoại giùm em chị ơi. Còn ở trên live không? Rồi lên giúp em màu nho đi cả nhà, chú em nho. Chú em nho nha nho. Cái chị size 4, cái chị tranh thủ chốt nha mấy chị. Hãy qua cho em đi chết. Hãy mấy cái quần qua cho em đi. Một mét sáu 55kg là size 2. Ok, em thấy số điện thoại của chị Liên Kim. Chị Cẩm Ngoan lấy màu tím nào chứ ơi. Nho số 3 cho chế Phan Phương Thảo. Chị Phan Phương Thảo gọn người á thì lấy size, em nếu mà chị cho em eo 75 chính xác nha. Chị gọn người, chị thích mặc ôm thì chị lấy size số 2. Còn nếu như mà theo cân nặng chiều cao của chị thì chị mặc size số 3 nha. Chị Su Mi ơi, size số 4 nè. Hồi nãy giờ chị hỏi em không hả, chị không chịu chốt. Bây giờ size số 4 còn có hai màu này nè. Màu lam với màu rút thôi nha, chị không có còn màu nào khác nữa trơn á. Còn nếu mà mẹ chị mà thích mặc thoải mái thì có thể là chốt lên size 5. Tại size 4, size 5 thì nó cũng xem nhau thôi. Em cảm ơn chị Thanh Thủy, chút xíu lên nha chị Phan Nguyên ơi. Màu nho size số 5 cho chiếc cẩm học. Mẹ chị u bao nhiêu rồi chị Xuân Mi? Tại cái form này nó gọn thôi nhưng mấy chị, form này không có bự đâu. Màu rút nè cả nhà, chốt em màu rút. Rất là đẹp luôn. Chị Cẩm Ngọc chưa trả lời hả? Chị Cẩm Ngoan chứ. Chị Cẩm Ngoan chưa có trả lời tím đậm hay là tím đậm hay là tím 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 Huế nha chị ơi, em chưa có lấy hàng cho chị nha. 58kg hả chị? Ủa là 58 tuổi hả? 58 tuổi còn trẻ mà. Rồi bây giờ size số 4 em chỉ còn có hai màu đó. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha. Ví dụ như nó có thoải mái tí xíu cái chị chỉ cần nhấn cái ben vô hả. Nha, bộ nào mà em nhắm với chị lên size được thì em sẽ tư vấn lên size, còn nếu mà cái nào mà không lên size được á, thì sẽ không có lên. Còn nào rộng thì em sẽ nói nha. Rồi màu em đang mặc là màu hồng rút. Tím đậm, ok chị Cẩm Ngoan, tím đậm size số 2. Một rút size số 4 cho chị Nga Phạm Thị. Hai còn đủ màu nha chị Nguyễn Trang. Số 2 còn đủ màu, đủ 10 màu luôn đó. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu rút nha các chị, chốt em màu rút. Chốt em màu này màu xanh đen đi cả nhà, chốt em màu xanh đen. Màu xanh đen hoặc là màu xanh na uy ha, màu này là màu xanh na uy. Nó sẽ đúng hơn. Rồi lên giúp em màu xanh đen. Chốt em màu xanh đen. Hòa giận mặc áo rồi. Đang chờ có nhiều đó. Chốt em màu xanh đen cả nhà ơi, màu xanh đen. Xanh đen size số 2 cho chế Nguyễn Trang. Chị mặc bà ba size 3. Bộ này size 3 luôn chị. Bà ba mặc size 3 thì bộ này mặc size 3 luôn. Rồi chốt giúp giùm em bộ này màu xanh đen nha. Size 2 với size 2 là em còn đủ màu. Size số 3 là em hết màu đen. Size 4 còn một màu. Size 4 còn có một bộ màu lam à.
Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Chốt em màu này màu xanh đen. Chốt em màu xanh đen. Đen size số 2 cho chế Nguyễn Trang. Ok chế Nguyễn Trang. Mấy chế nhà em á hả, ngộ lắm. À, cọc cạc á thì gọi điện nghe lấy hàng, còn nếu mà cọc mà không có cọc rồi á là bắt đầu gọi điện không có thèm nghe. Cái đầu chừng nào muốn mua cái bắt đầu lên nó bắt đầu là à, năn nỉ. Chào chị Nhân Thiên. Em chào chị Nhân Thiên ạ. Gọi thì ta nói hả, một chốt đơn hàng gọi chừng 80 cuộc vậy đó mới nghe máy. Kiên trì dữ rồi. Ví dụ như mấy chị không nghe điện thoại tiện thì mấy chị thà mấy chị nói thẳng ở trên live, ừ chị chốt được 5 bộ á, em đi đơn cho chị luôn. Khách nào mà hay mua ok ha, khách nào mà hay mua thường xuyên có đơn á mà ok là em sẽ cho đi đơn luôn, còn khách mới thì bắt buộc phải gọi nha. Còn mua xong rồi gọi cho chị, ta nói đơn nào cọc á thì gọi chị bắt máy, còn đơn nào không cọc rồi ta nói gọi chị như gọi đò không thấy chứ trả lời. Lên với em màu tím Huế nè mấy chị, màu tím Huế 46kg mà size 1 chị Nguyễn Loan. Chị nhận hàng rồi, thun mỹ đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nhân Thiên rất là nhiều ạ. Chuẩn bị nhận 10 bộ này nha chị. 10 bộ này là xuất sắc luôn nha chế Nhân Thiên. 10 bộ này về là ta nói ghiền luôn á chứ đẹp lắm. Lên giúp em màu tím Huế hả? Chớm em màu tím Huế. Em bán trời mấy chị nhảy đi shop nào cũng vậy trơn á, mấy chị lên mấy chị mua hàng mà mấy chị hay xả đơn nè, gọi thường xuyên không bắt máy nè là lên người ta làm biến bán đó mấy chị, tại bán xong rồi không biết chốt được không nữa. Tiếng Quế xe số 3 em chốt cho chế Phan Phương Thảo. Có một số chị á, không có biết cái á chị, có một số chị không có xài tài khoản á, không có xài tài khoản với lại là giống như một số nào một số khách đặc biệt á gọi khó quá thì em mới nhờ cọc cạc thôi. Còn ví dụ như mấy chị mà mua thường xuyên ở bên em mà dễ chốt đơn đồ ok á thì hầu như là em không có nhờ cọc đó, cho đỡ phiền mấy chị, cho đỡ phiền mấy chị thôi. Còn khách nào mà gọi mà hay gọi không bắt máy, thường xuyên không bắt máy hoặc là hay xả đơn là em bắt cọc cả. Xay hai màu tím với màu đen. Chế Duyên Trần ơi, chế Duyên Trần lấy tím nào? Chế Duyên Trần lấy tím đậm hay tím quế? Cái màu em mới cởi ra là tím quế. Rồi cái màu tím đậm là màu này nè. Để em vô màu tím đậm cho chị coi cho em mượn màu tím đậm. Em đang mặc là màu xanh ngọc cả nha. Chị Nguyễn Thị Huệ, mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn chị cứ nói mấy bạn lấy nha, quần ống đứng. Chị Nguyễn Loan, quần này không phải quần ống suông, không phải quần ống nhỏ luôn, quần ống đứng. Ống suông là nó bự hơn, ống nhỏ là nó nhỏ hơn. Ống này nó nằm ở giữa chị, nó là quần ống đứng. Cái phân quần này dễ mặc lắm, phân quần này lớn tuổi cái chị mặc cũng được, các cô mặc cũng được ha. Mà trẻ mình mặc cũng rất là gọn gàng ha, trẻ trung. Tại có nhiều chị trẻ trẻ không chịu mặc quần ống rộng. Rồi, đây là màu tím đậm nè chị, cái màu hồi nãy em mới cởi ra nó là màu tím Huế. Rồi màu xanh ngọc xe số 1 chốt cho chế Hiền Nguyễn. Ok chế Hiền Nguyễn. Bộ này đẹp nha chế Hiền, bộ này là xuất sắc nha chế. Tím Huế cho chế Duyên Trần. Nữa hả? Bực cái cầu thang, tội nghiệp cái cầu thang ghê luôn. Ngày nào nó cũng bị quýnh nè. Chị Duyên Trần là tím Huế cho tím Huế xe 2. Tím đậm xe số 2 cho chế Nguyễn Trang. Màu đen xe số 3 hết rồi, chị Nguyễn Thị Hoài ơi. Xe số 3 riêng màu, riêng xe 3 là màu đen em hết. Còn xe số 2 là còn đủ màu. Xe số 4 là còn được một bộ màu lam. Xe số 5 là em cũng còn đủ màu hết màu đen. Xe số 5 cũng hết màu đen luôn. Xe số 6 là còn đủ màu. Ê, hôm qua nay chưa có bán được bộ xe 6 nào hết trơn nha. Các chị xe 6 của em đâu rồi, trời ơi, ủng hộ em coi. Để thôi cái lô sau là chị Tư em bảo không ra xe 6 đó, là chỉ có từ xe 1 đến xe 5 thôi. Xe sau, lô sau em sẽ bỏ cái xe 6, em sẽ dồn cái xe 6 vô cho xe 4.
Đúng rồi, quyết định vậy đây, để em nhắn chị Tư em. Ok. Tiếng Quế xe số 3 cho chế Trần Mãi. Chị Liên Kim hồi nãy được có một bộ một màu gì á chị, không phải màu đen nha. Của chị Liên Kim là màu xanh ngọc chứ không phải là màu đen. Màu đen chị không có. Chị có một bộ màu xanh ngọc à. Có màu xanh lam không? Màu lam thì em có, chứ màu xanh lam là màu gì em không có chứ ơi. Màu lam thì có ha, đây màu này nè. Chứ màu xanh lam là màu gì em cũng không có mường tượng ra được cái màu xanh lam nữa. Tiếng Quế size 3 cho chị Kim Mon Lê Thị. Ok. Rồi màu này lên giúp em màu đen nè cả nhà. Màu đen nha. Màu đen hiện tại em chỉ còn được 1, 2, 6 thôi. Màu đen hiện tại còn chỉ size 1, size 2 và size 6. Nên là em khỏi mặc màu đen nữa ha. Rồi bây giờ mặc màu nâu. Màu nâu là em còn 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6 lên giúp em màu nâu không. Hai bộ không có miễn ship. Màu nho với màu xanh ngọc hả chị? Màu nho chị không có. Màu nho chị Liên Kim có không? Em không nhớ nha. Em chỉ nhớ là cái bộ màu xanh ngọc của chị á, chị không có màu nho luôn. Có một bộ màu xanh ngọc thôi, nãy thảy ra xin số điện thoại đó, được có một bộ hả nha chị. Cái này á, e hai bộ không có miễn ship, nhưng mà cái chị mua 3 bộ trở lên chuyển khoản cho em 100% thì được miễn ship nha. Chị nào có xài số tài khoản thì chuyển khoản. Chưa, màu đen còn ít chứ không mặc. Mặc màu nâu. Cái màu lam của cái bộ này đẹp lắm luôn á mấy chị, mấy chị không chốt ủng vậy mặc lên sáng trưng là đẹp lắm. Không cho mà tin hoài mà nổi á. Xin người ta nắm thân. Chốt giúp giùm em màu này màu nâu nha, màu nâu này cũng đẹp nữa nè, màu nâu này sang lắm. Chốt em màu nâu. Không có nha chị Liên Kim, có nhưng mà đợi tới lúc mà chị chốt là người ta chốt hết trơn rồi. Có hai bộ em chốt cho khách của em chốt trước rồi chị chốt sau, chị không có nha. Giờ mình size số 54 là em chỉ còn có một bộ màu lam thôi. Rồi lên giúp em màu này màu nâu, các chị màu nâu đậm. Chứ còn thì em bán chứ em để là chi, em mặc C4 đâu có vừa. Shop em không ai mặc C4 trơn á, shop em là chỉ có size 1 với size 2 à. Đây là có là em bán chứ em đâu có để làm chi chơi chứ. Em giấu là em giấu size 1 á. Rồi màu em đang mặc là màu nâu nha các chị, màu nâu đậm. Lên đây ngọn đóng gì đó. Ngủ đi. Cái màn đó là của em chứ đây không có ai đi ngủ chứ chưa. Các bạn đó chị thấy em đi ngủ hoài cho nên đi ngủ đi, cho đi ngủ đi. Ê, nhớ bấm giờ đi ngủ xong nhớ bấm giờ nha. Dạ, cho mấy số 50 cuối cái bill hôm qua chị chụp cho em đó, thấy không? Không có hả? Ừ, đánh chút xíu xíu. Màu xanh ngọc xe số 3 cho chị cỏ dại, ok chứ cỏ dại. Mặc gì lẹ dữ rồi, mới về mặc hết rồi. Có 10 màu, 10 màu đồ đẹp, đồ đẹp mặc thấy nó nhanh rồi chứ. Rồi màu này chốt em màu xanh ngọc nha cả nhà, chốt em màu xanh ngọc nè, em đang mặc là màu nâu nha. Hai đứa xuống dưới luôn nè. Rồi màu đen. Dưới còn cái hai đứa xuống dưới hết nè. Áo màu ba là em có size 1 chị Trần Mãi. Em cảm ơn chế Nguyễn Bạch. À, chế Nguyễn Bạch. Ai mà chứ bỏ vô đây chứ mãi có biết sách VIP. Chế Nguyễn Bạch còn 100 bộ chưa mà. Mà vẫn thích đồ. Nhà xí điệu, cảm ơn chế rất là nhiều.
xuống xuống lấy cái bật lửa hết chứ. Để thôi nó mình chán sốt cái nó vô cái khọc quẹt lên nó sốt rồi. Lấy khọc quẹt lên cho chị đi phút thuốc kìa. Chị không sốt kìa. Ủa cái gì đó? Thiệt. Thiệt. Cái tử cái đó. Trời quá trời. Em cảm ơn chị Tươi Lê rất là nhiều. Số 3 là hết màu đen thôi nha cô, chị Nguyễn Thị Huệ ơi, còn lại là đủ màu nha chị. Cháu em màu này màu tím đậm cả nhà, cháu em màu tím đậm. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh đen ha. Màu xanh đen. Màu xanh đen hoặc là màu xanh na uy cũng được nha các chị. Màu xanh đen hoặc là xanh na uy. Dạ ok, chế Nguyễn Bạch ạ. Không có thuốc rồi sao hút. Chế kiểm đi, có gì thì cứ nhắn cho em nha. Rồi màu nho cả nhà ơi, chú em màu nho. Rất là đẹp luôn. Lên với em màu này màu tím Huế. Xanh đen xe số 3 cho chị Nguyễn Thị Huệ. Rồi màu này lên giúp em màu xanh riêu. Rất là đẹp luôn. Giống em màu xanh riêu nha cả nhà, xanh riêu. Xanh riêu xanh lính á. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu gút. Chốt em màu rút nha. Đẹp quá đẹp. Rồi màu này lên giúp em màu lam. Cái màu lam đẹp, đợt này đẹp quá chừng luôn rồi. Các chị không chốt ta đợt rồi em like mới chế kiếm màu lam. Màu lam đợt này lên cái form này quá đẹp luôn. Xanh riêu size số 2 cho chế Nguyễn Trang. Đây để em mặc lại cái màu lam cho các chị xem ha. Màu lam rất là đẹp. Rút hai em chốt cho chế Thúy Nguyễn. Cho em cái quần lam cho chế. Lam hai cho chế Thúy Nguyễn luôn. Màu lam mặc rất đẹp luôn các chị. Cái mẫu này lên màu lam, ghi cái mẫu này lên màu lam cực đẹp. Chị Hương làm 1m50 hả chị Hương? Nặng nhiêu ký? 41 ký. 50 về con Quyên 1m50 mà thấy con Hiên con Hương nó thấp hơn con Quyên mà sao được 1m50. Bắt hai đứa. Đòn sức khỏe nó ghi vậy em. Biết hai đứa lên đâu tại thấy bà thấp quá đó cho bà Thiên đó. Có một biết. Thân là làm thấy ghê quá. Thì con nó thấp hơn Quyên mà. Thôi em với chị lấy cái chè đó. Ghét lỗi nha, ghét hết đát nha. Hồi nằm xuống mới đo được nha. Rồi xong bộ này em lên bộ cổ bao lăng tông cho các chị nha. Ok, màu đen xe số 2 cho chế Thúy Nguyễn. Màu lam xe số 5 cho chị Cẩm Ngọc. Của chị Cẩm Ngọc hai bộ đi đơn luôn, màu lam với màu nho hay gì hết, đi đơn luôn. Khỏi loại. Dạ. Ok, chị Cẩm Ngọc nha. Rồi mà em đang mặc màu lam cho chị đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Cái màu này ở ngoài cái chị. Cái chị nhận cái bộ này xong cái chị thử giúp em đi nha. Không đẹp là trả lại cho em liền, nhìn cái màu rất là đẹp luôn, cái màu lam. Thôi đi tôi hơi cái đền cái áo nữa. Rồi các chị có muốn em mặc lại màu gì thôi em mặc lại cho các chị xem các chị, còn không thì em sẽ qua mẫu cho các chị nha, qua mẫu cổ bao lăng tông nha cả nhà. Mẫu này là cái chị chốt mỗi một chị ít nhất cũng phải là hai bộ đi các chị, em nói thiệt luôn, đừng có chốt một bộ uổng lắm. Tại vì mỗi một mẫu ra được có một lô à, em sẽ không ra lại cái mẫu này nữa. Giống như cái lô trước vậy đó. Em nhờ chị Tư em ra lô nữa, chị không ra, chỉ ra cho em mẫu này nè. Mẫu này đẹp hơn nữa. Lam ba cho chế Trần Mãi. Cái form nó đẹp, form đẹp mà cái kiểu nó cũng đẹp nữa, dải nó cũng đẹp nữa. Rồi, của chị Nguyễn Trang đi đơn luôn khỏi gọi chứ. Chị Nguyễn Trang 4 bộ á. Chị Hương nói lại nha chị Hương. 78 kg chị cao bao nhiêu chị Trần Thư ơi? 78 kg chứ cho em cái chiều cao đi. Chứ cho cái bụng nhà em bỏ xe 6 đi chứ đẹp. Chứ phải xăm mình hả? Bữa nay tôi tính xăm mình đó chứ. Nguyễn Trang. Mã số là 160 cuối đó chị. Bộ này 78 kg không nhiều. Vừa. Đây, 78 kg chị cho em chiều cao nha chế Trần Thư. Mét 65, 78 kg ok chế ơi, bộ này là chế mặt đẹp luôn. Thôi
không lai dông ha, nó có co giãn. Về cái chị chịu khó, cái chị giặt giúp giùm em tí xíu nha, tại cái này nó lúc mà mai á nó bị đổ cái dầu á, mấy chị đổ cái nước gì á. Về cái chị giặt là nó hết rồi. Mà lam xe số 3 cho chế cỏ dại. Ok chị Tư Lê, để em vô màu lại cho cái chị xem nha. Mẫu này em có 10 màu. Màu em đang mặc là màu lam. Tay đằng này em mai tay lỡ cho cái chị luôn, qua cùi chỏ. Cái chị thích cái chị săn lên cũng được nha. Thích cao lên tí xíu săn lên cũng được. Thích qua cùi chỏ thì cho qua cùi chỏ. Rất là đẹp luôn. Chó em màu này màu ruốc, em đang mặc là màu lam, màu này màu ruốc. Màu này lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Chó em màu xanh rêu, màu này lên giúp giùm em là màu tím Huế. Về các chị thích cái nút này nè thì các chị để, còn nếu mà không thì các chị lấy cái bật lửa ha, các chị hơ. Các chị hơ cho hơ nhẹ qua thôi ha, để cho cái keo nó chảy ra, các chị tháo cái này ra. Các chị dán vô đây là cái nút thắt của mình á, cũng đẹp ha. Mình mua mấy cái nút thắt ở trên mạng á mấy chị, nó tầm khoảng 5-10 ngàn diện cái. Người ta nút thắt sẵn á, các chị mua cái màu nào nó hợp á, các chị thắt vô nha. Ví dụ như màu tím Quế thì các chị mua cái màu tím Quế, các chị gắn nó ra nha, các chị trang trí lại nha. Tại vì em ở đây thì em làm cho nó nhanh á, là em chỉ gắn cho các chị cái nút ngọc trai này thôi đó. Hoặc là các chị có cái nút mà nút bọc á, nút bọc giải á. Nút bọc giải mấy chị là đóng mấy cái nút bọc giải mà nó to to tí xíu á, cái chị dán lên đây 3-4 nút gì nè nha. Mình làm kiểu cho nó nổi bật cái cổ lên á, cũng rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp em màu này màu tím Huế. Lam 1 chị Hiền Nguyễn có, chị đơn của chị cỏ dại đi đơn luôn chị Hương ơi, hỏi gọi như chứ. Ok chứ cỏ dại mà xăm đầy mà nó được. Rồi chốt giúp giùm em nha các chị, chốt em màu này màu nho. Màu nho đẹp lắm luôn á các chị, màu nho đẹp lắm. Chốt em màu nho. Màu nho nha. Rồi màu này là màu tím đậm. Màu tím đậm. Cái nút mà tàu á, mà người ta thắt sẵn ở trên Shopee á mấy chị, em thấy người ta bán là tầm khoảng 7.000 cái. Chị mua cái loại mà thắt công phu tí xíu á, gắn vô nó sẽ rất là đẹp nha. Bán tầm khoảng 6-7.000 gì một cái, tới 7.000 gì. Nó có hộp tròn gì gắn hết chưa. Giờ mình trang trí lại tí xíu rất đẹp luôn mấy chị. Rồi lên giúp giùm em màu này nha, chốt em màu này là màu tím đậm. Chốt em màu tím đậm. Màu này lên giúp giùm em là màu đen. Chốt em màu đen cả nhà, màu đen. Mút của nhà like nó làm sao á. Mấy chị còn xem được không mấy chị? Mấy chị còn xem được không ạ? Rồi màu này màu xanh ngọc nè. Chốt em màu xanh ngọc, rất là đẹp luôn, màu xanh ngọc. Rồi màu này màu nâu đậm mà. Cái màu nâu đậm này nó cũng đẹp. Chốt em màu nâu đậm đi cả nhà, màu nâu đậm. Em chào chị Tường Hạnh. Rồi lên giúp em màu này màu xanh đen nha, xanh đen hoặc là xanh na uy cả nhà. Xanh đen hoặc là xanh na uy. Rồi đó. Em có tổng cộng là bao nhiêu màu đây nha cả nhà? 10 màu. Em đang mặc là màu lam. Màu này đẹp. Chắc thiệt. Màu đẹp quá đẹp. Cái màu là lạ không ha. Rồi ok cả nhà mình nha. Em like, em bây giờ em sẽ qua bộ cổ bao lăng tông cho cả nhà mình nha. Bao lăng tông mã da size số 2 hả chị? Còn á chị ơi. Size số 2 đây. Da hai em còn á chế Jenny Hân. Rồi em lên cho cái chị bộ cổ bao lăng tông 140 bộ. Phải không ta, bộ này như tới chế đúng đúng 140 đúng không? Bây giờ chỉ có bộ này làm 150 thôi. Động cái đổ là lô cũ. Không lô cũ mình không nói. Cái lô mới về nè. Thôi lô cũ đi. À, em lên cho các chị bộ cổ bao lăng tông nha. Cái đó là xì lạc, cái xì xáo để chị lên nè, xì lớp rồi đó.
Gia hai cho chế Jenny Hân. Ok, chế Jenny Hân. Bộ cổ bao lăng tông tay dài nha các chị, 140.000 một bộ, chất thun. Thun bữa đó chị kia chị nói là thun cát Ý nha các chị. Đúng rồi. Là thun cát Ý. Italia được cát ở Ý. Là khẩu từ Italia. Dễ đẹp lắm nha các chị. Rồi chốt em màu này là màu đỏ nha. Size 1 là 52kg, size 2 là 57kg, 53-57kg, size số 4 là 57-58kg đến 61-62kg. Rồi size số 4 là cho các chị 67kg ha. Size 5 là 72kg. Và size số 6 là cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 77-78kg mặt giường. Cái bộ này thì cái form của nó sẽ thoải mái hơn cái bộ bà Lai hồi nãy em mặc nha. Thoải mái hơn chứ. Mà sao bộ lực có đẹp như nhờ được bộ này thì không có xẻ đinh nha cả chị. Bộ cổ bao lăng tông ha. Bộ này thì không có xẻ đinh, rất là đẹp luôn. Chị nào thích mặc hàng có cổ thì các chị chốt bộ này. 53kg hả? 53kg cao bao nhiêu chị Thúy Nguyễn? 53kg chứ cũng mặc size 2 luôn đó. 53kg cao 1m55 trở lên. Chị Minh Thứ. Chị Minh Thứ gửi chị số 1 tím đậm chương 150k đó. Chị Minh Thứ là em nha, có nhắn cho chị ở trên tin nhắn đúng không? Là chưa chốt, đơn của chị là chưa chốt nha. Rồi bây giờ em nhận đơn ở đây luôn nha chị. Nào tím đậm size số 4. Ủa anh size số 1, tím đậm size số 1 cho em bộ chút. Đơn của chị Minh. E70k M55 hả? Vậy mà bộ này lấy size 1 đi chế Thúy Nguyễn ơi. Vậy là bộ này chứ lấy size 1 đi, còn cái bộ bà Lai hồi nãy thì lấy size 2. Bộ này lấy size 1 đi chị, nếu chị gọn người vậy lấy size 1 thôi. Ok em nhận đơn của chị nha chị. Đơn của chị đi luôn hay là gọi lại chứ Minh Thứ ơi. Đơn của chị đi luôn hay là gọi lại. Hồi sáng hình như chưa có tên chị này đúng không? Ok chứ Thúy Nguyễn nha, bao lăng tâm chế mặt size 1. Rồi em lên màu cho mấy chị nè, em đang mặc là màu đỏ. Các chị lên giúp em mở đỏ đi, các chị mở đỏ. Mở này lên giúp em mở vàng. Chốt em mở vàng nha, mở vàng. Ok, của chị Minh Thứ đi luôn, địa chỉ cũ chứ. Bộ em đang mặc là màu đỏ đó chị Thảo Vy. Chị Trần Mãi 1m rưỡi 47kg mặc size 1 luôn chứ Trần Mãi ơi. 1m rưỡi nặng 47kg, bộ bao lăng tông này mặc size 1 giúp em luôn. Nhưng mà bộ bà Lai hồi nãy thì phải mặc size 2 nha. Đỏ 2 em chốt cho chế Thảo Vy. Đơn của chị Thúy Nguyễn đi lưu luôn, khỏi gọi. Đơn của chị Thúy Nguyễn nha chị, đi luôn khỏi gọi dạ. Chị nhận đồ rồi, đẹp vừa. Em cảm ơn chế Hoàng Anh rất là nhiều. Chốt em mã này là mã nhí đi các chị, cái bộ nhí này đẹp lắm nè. Lên với em mã nhí nha, mã nhí. Mã nhí à. Ok, bộ đỏ em đang mặc size số 2 cho chị Thảo Vy đó. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí nha các chị, mã nhí. Vàng size số 4 chốt cho chế Nguyễn Nhung. Ok, chế Nguyễn Nhung. Rồi bộ này lên giúp giùm em là kẻ cam cả nhà, kẻ cam. Nhí size số 2 cho chế Thúy à. Chế Thúy Nguyễn nhí size 1. Nhí size 1 cho chế Thúy Nguyễn. Đúng rồi, 60kg mà cao bao nhiêu chị Trần Mãi? Chị Trần Mãi mua ở bên em hoài nè, sao không có canh được size hả? 60kg ví dụ cái chị muốn hỏi cái size của cái người đó, cái chị phải cho em cân nặng kèm theo chiều cao nha. Còn không có cân nặng, còn có cái cân nặng không em lấy. Nhiều khi có 1m50 mà 60kg về mặc size 3 không vừa nữa. Mã nhí size số 2 cho chế Phan Uyên. Chị Thảo Vy 56kg size 2 đúng rồi chứ. Nên là chị ví dụ như chị Trần Mãi muốn mua cho cái chị đó, chị phải cho em cân nặng chiều cao, rồi tùy mẫu em sẽ lấy size cho. Rồi chốt em này nha, chốt em mã này. Để thôi về cái nhiều khi cái không vừa đó chứ. Chốt em mã này mã kẻ cam nha cả nhà, kẻ cam. Mã nhí mấy 62-75kg nhí 6 em chốt cho chị Kim Yến Quỳnh Lam. Ok chứ. 1m52-57kg, bộ này mặc size 3 nha chứ. Bộ này mặc size 3.
Ok à, chị cứ cho em cân nặng chiều cao rồi em tư vấn size cho, tùy mẫu nha, tùy mẫu với tùy chất liệu vải nữa. Ví dụ như vải nó co giãn nhiều nha, nó co giãn nhiều em sẽ, hoặc là cái form nó thoải mái tí xíu em sẽ canh cho các chị khác. Ok, chị Kim Yến Quỳnh Lam, em thấy số điện thoại của chị nha. Chó em mã này mã kẻ cam nha cả nhà, kẻ cam. Rồi mã này lên giúp em mã nâu à. Chó em mã nâu rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cái vải này đẹp lắm nha các chị. Chị nào đã mua cái bộ 6 mảnh ở bên em rồi á là các chị biết cái chất liệu vải này nha. Hôm bữa chị khách em chị nói là cái vải này là vải thun cát Ý á, rất là đẹp luôn các chị. Xòi vô nó dạng như cát cát nhung nhung vậy đó các chị. Rất là đã, co giãn 4 chiều nữa. À, đặc biệt là mặt rất là mát nha. Lên với em màu này màu nâu. Chốt em mã nâu nha, nâu. Cái này là tay dài nha mấy chị, tại em mặc em hay quen á, em hay săn lên á, cái này là tay dài nha. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã họa tiết à. 140.000, bộ em đang like cho cái chị bao lăng tông là 140. Cao 1m61, nặng 59kg là chuẩn size 3 nha chế Trần Mãi. Tên của chị Thu Thủy, có một bộ thun Mỹ. Rồi nót vô giùm em là đi đơn luôn. Nót cho hình như là khách của Quyên á chứ. Nguyễn Thị Thu Thủy, có một bộ thun Mỹ đi đơn luôn. Dạ. Được nha chị Phan Uyên ơi. Bây giờ chị có đơn rồi đó, bây giờ chị có đơn rồi, rồi khi mà mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn á, chị nói với mấy bạn là chị có nói với Diệu rồi, nhưng mà cái mẫu là tụi em phải lấy hàng được nha. Ví dụ như chị nói là chị mua bộ cổ bao lăng tông, chị phải có mã đồ, thì mấy bạn chốt đơn mấy bạn lấy cho chị mới được nha. Đơn hàng của chị Vi Đỗ Thị, chị Vi Đỗ Thị bữa giờ có đi đơn lại được không chị? Số điện thoại của chị gọi toàn là thuê bao không mà không có đi đơn được cái đơn nào trơn á. Chị mua hàng chị cọc, chịu cọc giùm em đi ha, rồi em chốt. Gọi thuê bao không à, biết rồi mấy bạn nhà em chốt, mấy bạn nót về luôn nè. Danh sách cọc kẹt, số điện thoại thuê bao không à, đừng chốt cho khách này nữa chị ơi, toàn là xả đơn. Nó dài nản luôn, chốt chế quà không được. Rồi số điện thoại gọi thuê bao không, biết chế cho số điện thoại sao không? Giả váy chưa có hàng, chế Nguyễn Nhung ơi. Lên với em mã này là mã họa tiết nha các chị, mã này mã họa tiết. Họa tiết xe số 6 cho chị Kim Yến Quỳnh Lam. Bộ này đúng không chị Kim Yến? Em lấy chị bộ này size 6 nha, mã họa tiết. Chị lấy bộ đồ chị, vậy chị lấy bộ đồ size 4. Chị Phan Uyên lấy bộ đồ nào ta? Bộ đỏ hả chị? Chị lấy bộ đỏ, em đang mặc size 4 hả chị Phan Uyên? Rồi lên giúp em mã này mã riêu cả nhà, mã riêu. Chốt em mã riêu. Ok, họa tiết size số 6 cho chị Kim Yến Quỳnh Lam. Rồi mã riêu, mã này là mã hoa giúp em đi cả nhà, mã hoa. Ok, chế Phan Uyên lấy mã đỏ xe số 4. Bộ nâu chị lấy nâu mấy chị Thúy Nguyễn? Chị lấy bộ nâu nào vậy? Bộ nâu nãy giờ chị Thúy Nguyễn có bộ nâu. Bộ nâu là bộ nâu 140 này hả chị? Bao lăng tông hả? Chị lấy nâu mấy? Đó mã nhí, mã nhí. Riêu 1 cho chế Thúy Nguyễn. Nâu 1 cho chế Thúy Nguyễn luôn. Là cái mẫu này em chốt cho chị 3 bộ đúng không? Bộ đó là bộ nhí đúng không? Chị của chị là bộ nhí đúng không chị Thúy Nguyễn? Là em chốt cho chị một bộ nhí, một bộ nâu với lại là một bộ riêu, 3 bộ size số 1, bộ cổ bao lăng tông. Ok chế Thúy Nguyễn. Vải này là vải thun cát Ý nha chị Ngọc Dung ơi. Đỏ vốn của chị Phan Nguyên đó chị.
Rồi mã này mã hoa giúp em đi cả nhà. Lấy luôn mã hoa này đi chị Thúy Nguyễn, mã hoa này đẹp nè. Cái vải này rất là đẹp nha các chị, vải này khách nhà em thích lắm á. Mặc mát nhẹ. Đặc biệt là nó co giãn. Mùa hè mà các chị mặc mấy bộ này nè. Chị nào mà đang ủ kem dưỡng da vậy nè, mặc mấy bộ này mát. Hoa 1 em chốt cho chị Thúy Nguyễn luôn. Rồi lên với em mã này mã hoa nha, mã hoa. Rồi em dơ lại màu cho, em dơ lại bông cho cái chị lần nữa xong rồi em mặc lại từng bộ cho cái chị xem. Bộ cổ bao lăng tông, mã hoa size số 4 cho chế Phan Uyên. Size số 4 bữa giờ bán quá chừng luôn mấy chú. Hoa 4 hết chế Liên Kim ơi. Có một bộ còn size số 4 hiện tại còn mã đỏ nè, mã vàng với mã nâu với mã kẻ cam mà, chế Liên Kim. Cái Liên Kim chốt qua bộ vàng hoặc bộ đỏ hoặc bộ nâu em đang mặc đi. Rồi cái bộ kẻ cam thì hơi nổi, em sợ chị không chịu. Đồ bộ kiểu đẹp lắm em gái. Cổ rộng quá. Trời đất ơi. Cái cổ này mà chơi rộng. Ở em khổ tâm mấy chế nhà em quá trời quá đất luôn. Mốt mai lên bên đây nè. Mốt mai lên bên đây nè. Bà ba thì chơi cái cổ nhỏ quá. Còn cái bộ này em mai về thì chơi cái cổ rộng quá. Rồi em biết sao mai như thế nào cho mấy chế vừa lòng nữa. Chế Nguyễn Thị Nga là người miền Trung đúng không? Người miền Trung đúng không? Em nói này mấy chị đừng giận em nha. Thường là người miền Trung á, là mặc cái cổ nhỏ xíu à. Đa phần chứ không phải là 100% nha. Nhưng mà đa phần. Ngày xưa á, là em mai á. Ngày xưa mà em mai đồ áo bà ba á, là em mai cái cổ nó không phải như cái, là em mai cái cổ nó thoải mái tí xíu là hầu như là mấy chị lên mấy chị chê cái cổ nó rộng hết, nên là chị Tư em bắt buộc chị phải điều chỉnh cho nó nhỏ lại tí xíu thì lại là có chị là chê nó nhỏ. Mã hoa size số 6 cho chế Kim Yến Quỳnh Lam. Chứ cái bộ này mà kêu nó bộ này mà mấy chế kêu cổ rộng nữa thì em mai sao bây giờ, chứ lẽ mai tuốt ở trên đây. Cái bộ cổ bâu lăng tông cái cổ này nó mới đẹp nha. Mà em mai thật sự là không rộng, em bảo đảm với cái chị luôn, không rộng mà cũng không nhỏ, vừa mặt nha. Đây nó rộng nè, đây nó rộng nè. Mã đỏ em đang mặc còn size 3 nha chứ Trâm Hồ ơi. Hoặc là mấy chị với mấy cô lớn tuổi mà mình mặc cái cổ nhỏ quen rồi nha. Nó mặc đâu phải thấy cái chân ngực đâu trời. Ngực em cũng độ lên mớ rồi đó, mới độ thấy đâu. Trời ơi, khi nào mà mình mặc cái cổ mà nó rộng tuốt ở dưới đây nè, nó mới rộng, còn cái cổ này đâu có rộng đâu chứ. Bộ kia là bộ nào chứ ơi, học nhà em là không có mai cổ rộng. Em nói thật luôn á, tại vì mấy chị thích cổ nhỏ nên mấy chị nói nó rộng, chứ nhà em mai đồ không có cổ rộng, em bảo đảm với cái chị luôn nha. Thiệt luôn đó, hồi đó giờ em mai đồ là khách nhà em là chỉ có mình ơn chị là chê cổ nó rộng hết á. Còn có chị thì chê nhỏ mà không vừa, đã chồng cái cổ, chồng cái đầu vô không vừa. Trời ơi. Mã đỏ xe số 4 cho chị Nguyễn Nhung. Thôi vậy là chế thấy cái nào ưng ý chế thì chế mua nha chế ơi. Trời đất ơi. Chứ em không có điều chỉnh theo mới chế được. Chế chồng mãi. Độn 2-3 lớp đó chứ. Đó, tự nhiên khai ra. Hay vừa chưa? Trời ơi, cái sự thật mà chết. Vài bữa tao gặp mình tao khỏi bỡ ngỡ chết. Ở ngoài khỏi bỡ ngỡ hả? Còn size 5 chị Nguyễn Thủy ơi, còn size 5 nha chế ơi. Chế lấy mã đỏ 5 hay gì, chế chốt lên giúp em đỏ 5 ha. Thì đó, nhà em may đồ có chị nào thấy nó rộng đâu nha. Hôm bữa chị lấy 3 bộ số 7. Trời đất ơi, chế ơi, số 7 hả? Chế mua số 7 là chế mua thun Mỹ hả? À, thun Mỹ là không phải nhà em mai đâu.
Thương Mỹ là không phải nhà em Mai rồi nha. Thương Mỹ là hàng thiết kế của nhà Hiếu Hạnh đó, hàng đó hàng thiết kế đó chế, nhưng mà chế không có quen mặt, là mặt cổ rộng nên là chế mới thấy nó bự thôi nha. Nên là mai mốt chế mua thì chế để ý cái cổ, chế thấy cái cổ nào mà chế mặc được thì chế thả chốt. Chứ chưa gì hết trơn á mà chế mua mấy cái bộ đó xong về chế quánh giá nguyên cái shop của em, là bộ nào cổ cũng rộng hết, tội nghiệp em chứ. Đơn của chị Nguyễn Nhung đi đơn luôn nè. Trời ơi, trời ơi, thun mỹ nhà em hả, khách người ta tìm không ra nha, khách người ta tìm không ra. Với lại là chị mà mua tới size số 7 là chị 70-75kg thì chị mặc cái cổ đó nó cũng vừa rồi chị. Tại vì chị không mặc quen cổ rộng thôi ha, nên là chị đừng có chê tội nghiệp người ta chứ. Cái đó là cái gu của mỗi người đó. Bởi vậy nhiều chị kêu em lấy đồ mà em không chịu lấy là vậy đó mấy chị. Lấy xong về mỗi người mỗi ý, xong rồi chê quá trời. Thun Mỹ nhà em khách tìm không ra. Mấy chị nào mà thấy cái cổ gọi đồ nào mấy cái cổ rộng rộng á, cái chị mua sợi dây chuyền cỡ như đây nè, cái chị đeo vô đeo vô cho nó làm cho người ta đừng chú ý tới cái cổ nữa, chú ý tới sợi dây chuyền, đánh lừa thị giác sẽ không có còn thấy cái cổ nó rộng nữa. Chị Thảo Vy, đơn của chị Thảo Vy đi đơn luôn, nhắc chị Hương chứ. Rồi em dơ lại cho nè, thôi giờ tập trung vô bán đồ đi mấy chứ ơi. Nói chung là đồ em đã like từng mẫu cho mấy chị coi, mặc vô từng bộ hết rồi đó. Bộ nào mà mình cảm thấy mình ưng thì mình mua, mình coi kỹ. Đồ em like cũng rất là chậm và em mặc vô từng bộ chứ không phải là dơ lên không. Nên là cái chị đẹp nhà em ha, mình cân nhắc cho kỹ, chứ mua xong rồi lên chê trời ơi. À, nó cũng kỳ dữ lắm. Tại vì cái đó là tự mình chọn mà. Em mới đọc tên gì vậy? Thảo Vy chứ. Size số 7 là em cũng chồng vô cho mấy chị coi luôn rồi đó. Size số 7 là em chồng vô thẳng trong người, em lỡ cho các chị nhìn cái mẫu luôn rồi đó. Chế không phải em mặc chấp nửa trái không ạ? Ok chế. Rồi lên giúp giùm em mã này nha. Nói chung là chị Nguyễn Thị Nga ơi, mai mốt chị mua thì chị coi kỹ đi. Nếu mà chị kỹ tính như vậy và chị không thích mặc cổ rộng thì chị mua mẫu, chị nên nhìn kỹ mẫu rồi mình chốt. Lên giúp giùm em mã này là mã hoa nha các chị, mã hoa. Chứ chị lên chị phán một câu vậy em cũng cảm thấy em chới với quá chị. Tại vì cái đó là chị do chị không có thích mặc cổ rộng, chứ bộ đồ người ta mai cổ vừa mặc mà đâu có ai nói rộng gì đâu. Lên giúp giùm em mã này là màu riêu nha các chị, chốt em màu riêu. Màu này lên giúp giùm em là màu mã họa tiết, chốt em mã họa tiết nha, họa tiết. Chốt giúp giùm em màu này là màu nâu. Lên giúp giùm em màu này là màu nâu nha các chị, màu nâu. Chốt em màu nâu nha, màu nâu. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ kẻ cam cả nhà, kẻ cam. Thời trang nó cũng giống như món ăn vậy đó, chị bán đồ ăn còn khó hơn nữa. Lên giúp em mã này ha, chốt em mã này là mã kẻ cam, chốt em kẻ cam. Rồi mã này lên giúp em mã nhí đi cả nhà, mã nhí. Chốt em mã nhí, mã nâu size số 4 cho chị Phan Uyên. Size số 4 của bộ này tầm khoảng 63-67kg đó chị Phan Uyên, tùy chiều cao ha. 63-66-67kg. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng cả nhà, mã vàng cũng rất là đẹp luôn. Chốt em mã vàng. Chốt em mã vàng. Nhí ba cho chế Thùy Lâm nghe. Ok chế Thùy Lâm nghe. Rồi em mặc lại từng bộ cho các chị xem.
Này hết xăm mình này hả? Phải xăm từ dưới lên đây. Rồi em đang mặc mã này là mã đỏ nha các chị, rất là đẹp luôn nha, tay dài nha. Bộ này là bộ cổ bao lăn tông tay dài rất là đẹp luôn ạ. Chốt em bộ này. Mã vàng size số 2 cho chế Phan Uyên. Em cảm ơn chế Long Lê rất là nhiều à, bữa giờ không thấy chế Long Lê coi like. Bữa giờ bận việc cả chế. Có mẫu bà Lai mới về nè, chế Long Lê có mặc mẫu bà Lai không? Mẫu bà Lai đợt này về đẹp quá chừng luôn. Rồi màu này lên giúp em màu vàng đi cả nhà. Cái bộ này cũng đẹp nữa nè mấy chị. Cái họa tiết này cũng đẹp nữa nè. Ủa hình như mình thiếu bộ màu da chứ. Không có bộ màu da. Trời ơi, cái bộ đẹp nhất luôn mà không có. Còn thiếu màu da nè mấy chị ơi. Bộ màu da nè. Bao lăng tông em còn bộ màu da nữa. Màu da em hết trơn, size số 4 rồi. Bộ màu da rất là đẹp. Màu da em còn được 1, 2, 3 hả? Hết 5, 1, 2, 3, 5. Bộ này có size 6 không? Có size. Ờ, màu da em còn được 1, 2, 3, 5. Mã đỏ size số 2 em chốt cho chế Trăm Hồ. Dạ ok chế Long Lê. Như bên này nó ấy rồi. Cho nên nó bị chốt em màu vàng nha cả nhà, cái bộ vàng này lên cũng đẹp nữa nè các chị. Chốt em mã vàng, cái cổ đực này mai đẹp lắm các chị. Lên với em mã vàng nha các chị, mã vàng. Mã da size số 2 cho chế Phan Uyên. Phan Uyên. Em cứ đọc đớt rồi. Mã da size số 2 cho chế Phan Uyên. Vàng nha cả nhà, vàng. Màu da rất là đẹp cái chị, da em còn được 1, 2, 3, 5. Nè để em mặc bộ nhí cho cái chị xem ha, bộ nhí đẹp. Bộ nhí chứ màu nó đẹp lắm cái chị, màu lạ. Chị đẹp gặp là chị đẹp lắc 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 lắc. Kẻ thù không mặc quần chung. Đây cái bộ nhí nè các chị đẹp lắm. Chốt em mã nhí nha, nhí em còn được 1, 2, 3, 5. Nhí em cũng còn được 1, 2, 3, 5 luôn. Lên giúp em mã nhí. Chốt em nhí nha các chị. Lên giúp em mã nhí nha. Kẻ cam à. Chị đẹp chuẩn bị lên lên mẫu A3, chị đẹp. Chị đẹp mặc mẫu A3. Chị đẹp hoặc chị Hương. Nhí ba chốt cho chị Trịnh Thị Phượng. Ok chế. Nhí với da size số 2 cho chế Phan Quyên. Chế Phan Quyên có mã da rồi, giờ là mã nhí. Chế Phan Quyên thêm bộ mã nhí nữa nha, mã da nãy em chốt cho chế rồi. Rồi lên giúp em bộ này là bộ kẻ cam nha, kẻ cam. Nay chị Điệp làm mẫu siêu mỏng không? Nói chứ mình cũng có giá lắm, từ ngày người ta vô cái mình đỡ được chưa? Mình đứng được chưa ha? Chớ em mã này mã kẻ cam cả nhà, kẻ cam rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái bộ này cũng đẹp đó nè các chị. Chớ em kẻ cam mà, kẻ cam kèm size giúp em ha, kẻ cam. Dạ, 140.000 một bộ nha chị Nguyễn Liễu ơi, thun cát ý nha chớ ơi. Thun rất là đẹp luôn. Rồi mã da giúp em nha cả nhà. Da em còn được 1, 2, 3, 5. Đây là bộ màu da nè các chị, rất là đẹp. Chớ em mã da ha, da. Da 1 cho chế Thúy Nguyễn. Còn có mọi mặt rồi, đúng rồi, mặt mẫu luôn đi. Chốt luôn. Da 1 em chốt cho chế Thúy Nguyễn.
màu nâu. Nâu đẹp, nâu cũng đẹp đấy nha mấy chị. Chốt em mã nâu à. Da số 5 cho chế Liên Kim. Chế Liên Kim ơi, số 5 chế mặt có hơi thoải mái thì chế nhấn ben vô giùm em nha. Da 5 hết rồi chế lon lê. Da 5 em còn có một bộ thiếu mã ngọc nữa chế Điệp. Chế Điệp rút em mã ngọc luôn, thiếu mã ngọc nữa. Đây mà vô mã ngọc với chị thấy tôi mặt như dục lớp này nè. Hả? Dở cái là ba coi sao nha. Đúng chưa? Dở cái đất đây. Thấy mà không chịu lấy ra là quýnh hai cái. Hồi nãy chung vô sóc áo bà ba. Nâu ba cho chế Thùy Lâm nghe. Mã nâu em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6 á chị. Đủ size nhưng mà mỗi size em còn có 1, 2 bộ à. Màu nâu rất là đẹp luôn. Chế Lon Lê lấy màu nâu được không? Chế Lon Lê ơi, màu nâu đẹp lắm nè. Em gọi cái nè, lên cái màu, cái bộ rất là đẹp ha. Lên với em mã nâu à, giống em nâu. Nâu em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nâu 5 em còn 1 bộ, nâu 6 em còn 1 bộ, nâu 4 còn 1 bộ luôn. Nâu 6 em chốt cho chế Phượng Thúy. Ok chế Phượng Thúy. Là em hết nâu 6. Nâu size số 2 cho chế Phan Quyên. Ok chế Liên Kim. Nâu size số 2 cho chế Lê Hạnh. Nhấn ben vô là được hả chị? Chỉ cần nhấn hai cái ben trước, hai cái ben sau vô là chị mặc vừa. Em còn thiếu cái bộ xanh ngọc nha mấy chị. Hồi nãy dơ lên còn thiếu bộ xanh ngọc. Chốt em mã xanh ngọc. Ngọc em còn được 1, 2, 3, 5. Xanh ngọc em còn được 1, 2, 3, 5 luôn. Đẹp trên trên trang được. Cũng vậy. Đập sau lưng rồi đó. Chốt em mã ngọc, cả nhà mã ngọc. Rất là đẹp luôn mà. Rồi chớ em mã ngọc luôn cả nhà. Ngọc họa tiết rất là đẹp luôn ha. Lên với em mã ngọc à. Ngọc kèm size với em cả nhà ngọc à. Ngọc em còn được 1, 2, 3, 5, 6. Ủa 1, 2, 3, 5 chứ không có 6. Chớ em mã họa tiết. Ngọc 2 cho chế Lê Hạnh. Bộ họa tiết này đẹp nè chị, màu nó như màu da. Lên với em mã họa tiết. Họa tiết em còn được 1, 2, 3, 5 luôn. Bộ này đẹp các chị nha. Họa tiết em còn được 1, 2, 3, 5 luôn cả nhà. Chốt em mã họa tiết. Họa tiết 2 cho chế Lê Hạnh luôn ạ. Họa tiết em còn được 1, 2, 3, 5. Cái chị đẹp chốt em mã họa tiết. Màu xanh riêu à. Chốt em màu xanh riêu. Riêu em còn được 1, 2... 1, 2, 3 hả các chị ạ? Dạ. Riêu em còn được có 1, 2, 3 thôi ạ. Chốt em mã xanh riêu, 4, 5, 6 em hết. Chốt em mã xanh riêu. Riêu 3 cho chế Trịnh Thị Phượng. Chế Phượng ơi, chế cao bao nhiêu vậy chế Phượng? 61kg chế cao bao nhiêu vậy? Rồi lên giúp em riêu nha cả nhà. Riêu em còn được 1, 2, 3 thôi các chị. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Có một con ong vàng. Rất là đẹp luôn. Một bảo ong rùi. Ong nó chiếc đầy người. Ong gì mà bự thế. Là mấy cái túi sách mà cái khóa mà hình con ong là mắc lắm à. Đúng rồi.
Mã hoa giúp em đi, cả nhà mã hoa. Ok chế, mét 58-61 tiếng là size 3. Bộ em đang mặc là giá 140 một bộ nha chế Phương Lai. Chất liệu là vải thun cát ý nha chế. Rồi lên giúp em mẫu này cái chị. Cái này cái chị lên giúp giùm em mã này là mã hoa đi cả nhà. Cho em mã hoa à. Hoa kèm theo size giúp em ha, lên giúp em mã hoa. Rất là đẹp luôn. Con này đẹp nè cả nhà. Cho em mã hoa. Hoa kèm size giúp em nha cả nhà mình ơi. Cho em mã hoa à. Rồi em hết đó các chị. Tổng cộng là có 10 bông luôn hay sao á. Rồi em dơ lại bông cho cái chị vào sau, cái chị xem lần nữa rồi xong rồi em qua mẫu khác nữa ha. Bộ em đang mặc là mã hoa, mã này cái chị lên giúp em mã riêu. Chớ em mã riêu. Yeah. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã ngọc. Chớ em mã ngọc à, mã hoa size số 3 cho chế Lê Thị Đào. Xếp như quần vậy đó. Xếp như xếp quần vậy đó. Chờ em xuống. Đang xóa bớt cái. Em chào chị Bích Hạnh. Mã này lên giúp em mã đỏ cả nhà ơi, mã đỏ. Mã riêu hết size 4 rồi chứ Trương Dương ơi, size số 4 em chỉ còn được có mã vàng, mã nâu với mã kẻ cam hả chị. Trương Dương hôm bữa ngày 6 tháng 3 gọi không bắt máy nữa hả chứ. Cái chị có đơn nhớ để điện thoại giùm em. Đơn của chế xả nhiều lắm rồi đó. Ngày 5 tháng 8 xả một đơn, 14 tháng 11 xả một đơn, 6 tháng 3 xả một đơn nữa nè. Lên giúp giùm em mã này nha cả nhà, chốt em mã này là mã đỏ. Chốt em mã đỏ nha. Kẻ cam. Vậy vô ngày nào để biết tính lương. Mã nâu xe số 3. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Thấm ạ. Nâu 3 cho chị Nguyễn Thị Thấm. Tính lương nó từ 11 tháng 3 nghe chưa. Chắc ngày 7 tháng 3 mới vô. Tính ngày từ 7 tháng 3 đi chứ. Ngày nay thì 11 tháng 3. Bậy bạ. Chúng em kẻ cam cả nhà, kẻ cam. Hơi xa. Mẹ hơi xa. Chớ em mã này mã vàng cái chị, mã vàng. Chớ em mã vàng hả? Đơn của chị Hạnh Lê ngày 8 tháng 3 là gọi thuê bao. Có một bộ nên là bên em xả đơn luôn rồi nha chị. Áo bà ba màu, áo bà ba màu em còn có mấy màu hả chế Uyên Ly ơi, chế Uyên Ly mặc size số mấy? Mã hoa cam size số 3 cho chế Ái Vân. Là mã hoa chứ, là mã hoa. Khách mới mua 2 đơn liên tiếp không nghe máy. 3 đơn liên tiếp không nghe máy. Chế Ái Vân, để em coi chế Ái Vân đi đơn được lần nào chưa. Rồi chế Ái Vân. Đơn của chế Ái Vân nè, chế Ái Vân ơi. Sao mà chế Ái Vân cho số điện thoại rồi không có được gì chứ. Không bắt máy ngày 16 tháng 12. Khách mới mua 2 đơn liên tiếp, một đơn không bắt máy, một đơn thuê bao ngày 17 tháng 12. Đơn thứ 3 không bắt máy tiếp ngày 28 tháng 12. Rồi bữa nay là ngày 11 tháng 3, chế có bắt máy không? Cái mấy chế mua hàng sao em gầu dữ vậy. Rồi tới lúc mà em nhắc mấy chị thì mấy chị bắt máy đó. Nhưng mà quan trọng là tới cái khúc mà bu tá giao hàng cho các chị có giao được không.
gọi không bắt máy, rồi em tới đó em xử lý đơn, em gọi mấy chị cũng không bắt máy luôn, là em cũng thua luôn nha. Nên là đơn của chị Ái Vân là vô danh sách cọc kẹt, chị chịu cọc thì em đi đơn, còn không cọc thì tiếp tục xả cái đơn này giúp em nữa ha. Rồi đó. Còn nếu mà không cọc thì em xả đơn tiếp chứ, chứ đơn xả quá nhiều lần rồi. Chế Nguyên Ly mặc sai số mấy em mới cho chế coi cái màu được. Đơn giúp giùm em mã này là mã nhí nha các chị, mã nhí có nghĩa là chế chốt bên em 3 đơn 3 lần rồi không đơn nào gọi được, đi đơn được hết. Nên giờ em hết lòng tin rồi, để em đi đơn cho chế rồi. Đơn này chốt không biết xuống dưới gọi được không nữa nè. Lên giúp giùm em mã này là mã nâu nha cả nhà, chốt em mã nâu ạ. Chốt em mã nâu, em nói mấy chị đừng có buồn, chứ vì mình mấy chị mua hàng mà mấy chị để xả đơn liên tục như vậy cũng cũng khó cho em lắm. 60kg là size 3 hả chị? Chờ em tí xíu đi, em dơ size 3 cho chị con, em còn được có mấy màu. Mã nhí size số 4 em hết rồi, chế Phương Lai ơi. Size số 4 chị rút cho em 3 bộ size số 4 đi chị đi. Mã này lên giúp em mã họa tiết, chốt em họa tiết nè. 65kg là em hết size số 4 rồi. Bây giờ size mã nhí nha, em chỉ còn bộ size 5 thôi chị, em còn size 5 thôi. Size số 4 em còn được kẻ cam nè. Nhiều lúc lên live em cũng muốn hoan hỷ đi đơn cho mấy chị lắm mấy chị, nhưng mà xong rồi bị bơm hàng. Cái lúc mà bơm hàng bắt đầu lúc đó em hết hoan hỷ nổi à. Nội em sân si rồi nên là nên là mấy chế thông cảm ha, mấy chế thông cảm. Chị nào mà mua hàng mà hay bị xả tới xả lui thì chịu khó cọc giùm em. Có quần mặc áo bà ba nha chị, quần mặc áo bà ba là quần đen đó. Quần đen nha, nhưng mà quần đen size số 3 em hết rồi, size số 2 cũng hết luôn. Giờ chỉ còn quần size số 4 thôi. Họa tiết size số 6 hết rồi chị Phượng Thúy ơi, size số 6 chỉ còn có màu đỏ với mã mã đỏ với mã kẻ cam hả chị. Rồi size số 4 còn được mã nâu nè. Với lại mã này mã vàng, size số 4 còn được có 3 họa tiết rồi thôi. Xe số 6 chế Phượng Thúy lấy màu đỏ được không? Màu đỏ hồi nãy em mặc đó, đỏ đó ở ngoài là nó tối chứ nó không có sáng nha. Nên là bộ này là chị mua về là không có sợ sáng. Bộ này là màu nó trầm. Đây nó giống như trầm bọc em để vậy nè. Em mặc ở trên live thì cái chị nhìn nó hơi sáng đó, chứ ngoài thì nó màu nó tối chứ nó không có sáng đâu. Đây xe 6 còn có 2 họa tiết này chứ ơi. Em còn được có màu đỏ với màu kẻ cam nè. Đỏ 6 cho chế Phượng Thúy. Ok chế Phượng Thúy. Chứ Ái Vân chứ không có trả lời, biết sao. Bữa nay điện cho chế không được nữa là mình chia tay nhau từ đây. Như chế mà 4 đơn rồi đó. Chế Uyên Ly ơi, quần hiện tại là em chưa có size của chị. Thường á là chị mặc áo size 3 là quần size 3, nhưng mà quần size 2, size 3 hiện tại em hết rồi. Em chỉ còn quần size 4, size 5 với size 6 rồi chứ ơi. Được không chị? Kẻ cam xe số 6 cho chế Phượng Thúy luôn. Đỏ 3 em chốt cho chế Thì Lâm nha. Kẻ cam xe 6 là chị. Đây, đây. Gì vậy? Với lại là áo xe số 3 em còn được có 4 màu à. Đỏ 3. Màu hồng da, màu lam, màu nâu với lại là màu đen thôi chứ còn có 4 màu à. Không, bà ba gấm em không có, chị nhà em không có may bà ba gấm. Bên em là chỉ có bà ba thun thôi ha. Rồi vậy thôi chế Uyên Ly, không có mua được cái đó rồi, vậy em qua mẫu khác nha mấy chị. Quần lót gì mà đẹp quá trời chị mới nhận nè. Em cảm ơn chế Vân Lê rất là nhiều. Chị Phương Thúy có in bill không hay là hả? Phượng Thúy cam 6 em chưa có, em đưa bill chị rồi mà. Xử đẹp liền. Hai cái bill bỏ vô một luôn. Thấy nó trắng chắc. Cảm ơn chế Vân Lê. Quần đó là mùa này mặc là siêu thoải mái luôn á chị. Quần mặc như không mặc luôn đó. Rất là đã. Quên nữa, lên bán quần liền mấy chế. Đây giới thiệu với mấy chế. Sẵn có khách nhà, có khách nhà em mà khen là em giới thiệu với mấy chị liền luôn. Quần chip nhà em nha các chị ơi. Quần hàng của hãng nha, ở trong hộp đàng hoàng luôn. $65,000 một hộp 3 chiếc các chị, quần su. Quần su gân nha, quần su gân.
su gân này cái chị mặc đã hơn là quần su su trơn với lại là su lỗ luôn đó. Mặc là không có hằn cái lằn lên luôn nha mấy chị. Size số em có hai size, size M là 60kg trở lại và size L là cho cái chị 65kg. Bộ đang mặc size số 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Đây em đang kiếm đó chế Vân Lê, em đang kiếm áo ngực đó. Tại vì áo ngực em mặc em cũng hơi bị kén đó, nên đó là em đang tìm cho cái chị đó. Có hàng mà giá mềm là em lấy liền. Đây cái quần su này em cũng canh rất là lâu em mới lấy cho mấy chị được nè. Tại vì quần lẻ rời ở ngoài á, quần ren quần này kia nào nó rất là nhiều luôn. Nhưng mà có một số chị mặc ren không được, mặc ren bị ngứa đó, nên là chỉ có quần su là dễ mặc nhất thôi. Mà su này là su hãng nên là cái chị mặc rất là đã nha, nè nó giãn đó. 65.000 một hộp 3 chiếc là nha cái chị. Và trong mỗi một cái hộp như thế này nó sẽ có một cái sổ cho cái chị đẹp nhà em, một cái sổ của hãng như thế này nè. Quần su kháng khuẩn. Nó chỉ có 3 màu này thôi, với chị hộp nào nó cũng có 3 màu vậy nè. Em đang cầm cho cái chị là size M đó. Size M là 60kg trở lại mặt vừa. Chế Ngọc Đức ơi, để em dơ cái quên nó đơn cho chị Ngọc Đức nói, chị Hương chừa lại chứ. Khoan hết đi. Em dơ bông lại cho chị nha, em dơ bông lại cho chị có chọn thêm bộ em đang mặc khô bộ cổ bao lăng tông nè. Rồi lên với em à, ha. Rồi chị nào chốt thì cái chị khi mà chốt đơn đó mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cái chị cứ nói với bạn lấy. 60kg trở xuống thì mặc size xuống size M. 61kg đến 65kg thì mặc size L giúp em. Em chỉ có hai size thôi. Đẹp mà rẻ. Dạ em cảm ơn chế rất là nhiều. Thiệt luôn á, em lấy mấy cái hàng này cho mấy chị, em canh mấy chị dữ lắm mấy chị. Hàng lẻ, hàng rời ở ngoài em không có dám lấy. Tại vì xu ở ngoài nó có rất là nhiều loại. Cái xu mà cái chị mua rời ở ngoài nó 20 mấy ngàn á, là nó dày lắm, nó rất là dày nha. Mặt nó không có thoải mái gì đâu. Ok chị Châu Tô nha. Ba họ size L em chốt cho chế Hiền Lê. Chế Trần Mãi bắt đền chị nè, công tình để dành cái bụng mấy năm nay, giờ mặc quần chiếc của chị mất cái bụng luôn nè. Cảm ơn chế Trần Mãi rất là nhiều. Cái chị chốt hàng đi size L em gần hết rồi đó. Giờ em chỉ còn size M là nhiều thôi. Mấy chị size L em gần hết. Em về được 300 hộp size L với 300 hộp size M cho chị thôi. Lấy 2 hộp size L cho chế Phương Lai. Ok chế Phương Lai. Chị Phương Lai. Phương Lai size L hai hộp. Ok chế Hiền Lê nha. Ok chế Châu Tô. Có gì á chị gửi lại giùm em đi, rồi khi em ấy lại em trừ lại cho chị. Để lộn bộ đồ cho chị. Không biết nữa, em cũng không biết gửi lộn bộ đồ gì. Cảm ơn chị Trần Mãi. Cái quần này là quần mặc ôm nguyên mông nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Cái chị chốt đi để dành mặc cái chị. Quần này lâu lâu, nói chung quần là mấy tháng, 3-4 tháng là mình thay đổi một lần này. Nha, 65.000 ba cái mặc đã đời luôn. Chế Nguyễn Thủy, chế Nguyễn Thủy là còn size 5 lấy cho chị một bộ. Ủa chế Nguyễn Thủy lấy một bộ gì vậy chế Nguyễn Thủy? Chế Nguyễn Thủy lấy bộ gì ạ? Hai hộp size L cho chế Đỗ Sang. Ok chế Đỗ Sang. Chị nào 60kg trở lại thì lấy size M thôi nha chị. Tại quần chiếc mà cái chị mặc rộng quá nó cũng không có đẹp nha. Phải mặc form vừa.
Bộ như em đang mặc hả? Bộ em đang mặc là mã hoa size số 5. Chị lấy mã hoa đúng không? Em đang mặc là mã hoa size số 5 đúng không chị? Phải mã hoa không? Hoa 5 mình còn không chị? Rút rút cho em bộ đi. Chứ Nguyễn Thủy ơi, hoa 5 đúng không? Giống y chang bộ em mặc luôn đúng không? Rồi em dơ lại mã áo cho các chị nè. Em dơ lại cái hoa của bộ em đang mặc cho các chị. Màu tối hơn hả? Màu tối hơn vậy chị tự chọn đi chứ. Giờ em dơ màu lại nè. Em dơ họa tiết lại rồi chị tự chọn nha. Chị ưng cái nào thì chị chốt. Bộ em mặc là mã hoa. Mã này lên giúp em mã họa tiết. Mã đỏ. Mã đỏ này cũng tối nha chị. Đỏ này ở ngoài tối chứ không có sáng nha. Lên giúp em mã đỏ. Tại nó đi nền đen nó lướt qua cái đỏ nên là màu nó tối. Chốt em mã đỏ nha. Rồi cái này là xanh ngọc. Xanh ngọc này màu cũng nhu nè. Chốt em mà xanh ngọc chị tự chọn nha. Em sẽ không có lấy giùm nữa. Màu riêu là em hết size số 5 rồi nha. Riêu là em còn tới 1, 2, 3 thôi. Chốt em màu riêu. Rồi màu nâu. Nâu thì em còn size 5 nè. Rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã nâu. Ok chốt cho chị Nguyễn Thủy mã đỏ. Chốt cho em bộ đỏ 5. Của chị Nguyễn Thủy là một bộ đỏ 5 với một hộp quần size L. Nhớ nốt vô nha chứ Hương. Một hộp quần size L. Dạ. Riêu 3 em chốt cho Trái Ngọc Đức. Ok, riêu 3 em chốt cho Trái Ngọc Đức. Chốt em mã này mã nhí. Cái bộ mã nhí này cái màu xanh của nó lạ lắm nha các chị. Cái màu xanh của nó rất là đẹp. Lên giúp em mã nhí à. Chốt em nhí, nhí em còn được 1, 2, 3 năm luôn. Nhí em còn được 1, 2, 3 năm. Rồi mã này lên giúp em mã vàng. Cái hoa tiết vàng này cũng đẹp này. Chốt em mã vàng, cả nhà lên giúp em mã vàng. Rồi, kẻ cam. Em nhận đồ thun Mỹ rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Vi vui vẻ ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chốt em mã này là mã kẻ cam, cả nhà kẻ cam. Bà ba là 85.000 một áo, chị Uyên Ly ơi. Chị chờ em xíu đi chị, rồi em rút màu ra cho chị coi. Mã nhí xe số 5 cho Trái Phương Lai. Trái Trần Phượng ơi, Trái Trần Phượng hồi sáng em gọi cho chị không được. Chị có nhận được hai cái đơn kia cho chị. Để thôi bu tá hoàng, ở đây thôi bu cục nó hoàng về đó. Tại nó lên lại cái trạng thái là quá thời gian hẹn nhận đó chế. Nên là chế nhận hai bộ đó, hai đơn đó chưa. Còn bà ba nâu. Bộ bông không số 5. Bà ba mà mã nâu. Mã nâu của bộ bà ba là bộ đó bữa đó là toàn hay gì đó chị. Như là toàn á. Chị Nguyễn Thủy là mã vàng. Đổi mã vàng 5 nhé. Trời ơi chế Kim lấy màu tối giờ chế đổi qua màu vàng. Vàng 5 còn. Vàng đó. Ở trên là xe 4. À vàng 5 em hết rồi. Vàng 5 em hết rồi chế Nguyễn Thủy ơi. Chế Nguyễn Thủy giữ nguyên cái mã đỏ giúp em đi. Size số 5 là em còn nè, họa tiết nè, nâu nè, kẻ cam nè, nhí. Với lại là mã hoa với mã đỏ chị chọn đó. Với mã ngọc. Chứ em hết mã vàng rồi chế. Chế không thích màu sáng mà chế lấy mã vàng hả? Mã vàng là sáng đó nha, sáng hơn đỏ đó. Ok chế Trần Phượng, chế nhớ ghé lấy giùm em để thôi ngày mai. Ngày mai nó không có làm việc, cái tới bữa thứ hai cái nó hoàn về á chế. Chế ghé ra chế lấy giùm em. Thứ bảy chủ nhật chế ghé ở quên thứ bảy chế ghé sớm sớm tí xíu. Thứ bảy là thường 4 giờ là bưu cục cũng đóng cửa rồi. Chế Nguyễn Thủy ơi giữ nguyên mã đỏ được không? Còn không thì size số 5 là em còn được mã họa tiết nè, mã nâu nè, mã ngọc nè. Kẻ cam nè, mã đỏ nè, rồi mã nhí với lại là mã hoa em đang mặc đó. Mã hoa. Mã hoa là hoa cam. Ok, giữ nguyên mã đỏ ha. Rồi. Trả lại chế bộ mã hoa xe 5 nha chứ. Rồi qua mẫu nha cả nhà, qua mẫu. Chị rút giùm em mấy cái màu của cháu và ba xe số 3 chứ. Còn được 4 màu.
Để miễn thị em giữ lại màu đỏ không? Giữ màu đỏ. Giờ lên mà ba bán tiếp. Giờ em lên mà ba em bán tiếp cho mấy chế nha. Mà ba màu. Mà ba màu áo lẻ. Em chào chị Nguyễn Thủy. Bữa giờ mới thấy chị Nguyễn Thủy. Chị Nguyễn Thủy ơi, em mới về mấy bộ lam bộ bà lai mới đẹp lắm nè chị. Rồi em lên áo bà ba cho mấy chị nha. Áo bà ba em còn chủ yếu được có mấy màu này hả mấy chị? Màu nâu, màu lam với màu đen. 85.000 một áo, áo quần em đang mặc là 70.000. Quần em đang mặc đó là chỉ còn size số 4 thôi mấy chị ơi, số 4, số 5, số 6 rồi. 1, 2, 3 em hết rồi, mấy chị chờ cái lô quần mới với em ha. Giải, giải đen em nhập về em không có đủ để em may quần luôn á mấy chị. Rồi chốt em ha, áo em đang mặc cái hoa sen này là em thiêu trực tiếp nha cả nhà, chất lay dông giúp em ha, quần cũng chất lay dông luôn. Em đang mặc mã này là mã nâu. Nâu em còn được 1, 2, 3, 4, 5 3 bộ hả, rồi cuối cùng chế Nguyên Ly muốn mua áo lẻ ha, muốn mua bộ. Thôi bây giờ mà chị hỏi em áo lẻ, vậy em lên áo lẻ đi ha. Rồi em đang mặc là mã nâu, cái chị mã nâu kèm size giúp em ha. Rồi cái này là lên giúp giùm em là màu lam. Thôi bây giờ chế Nguyên Ly chốt tùy duyên đi. Em lên cái gì được chế chốt, được chế chốt. Lên giúp giùm em màu này là màu lam, cả nhà màu lam. Áo lẻ nha, đang lên áo lẻ. Chốt em lam. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu đen, cả nhà màu đen. Chốt em màu đen nha, màu đen. Hồng sen em chỉ còn size 1 với size 4 thôi. Chị chốt hàng cho em cái màu với lại là cái size nha chế Nguyên Ly. Hồng sen là em còn được size 1 với size 4. Cái chị đẹp chốt giúp giùm em hồng sen. Chốt em hồng sen nha. Hồng sen em còn được size 1 với size 4. Màu hồng da em còn được size 3 với size 4. Hồng da em còn được size 3, size 4 và size 5. Màu này là màu hồng da ha. Hồng da em còn được C3, C4 và C5. Chốt em màu hồng da. Màu xanh lá em còn được C4, C5 và C6. Chốt em màu xanh lá. Màu xanh lá cái chị, xanh lá còn được 4, 5, 6. Màu vàng em còn được C5 với C6. Vàng còn được C5 với C6. Chốt em màu vàng. Tím măng cục còn duy nhất size số 1. Tím măng cục em còn duy nhất size số 1, 50kg trở lại mặt dừa. Tím măng cục. Rồi màu này lên giúp em màu đỏ cả nha. Đỏ còn duy nhất cái size 6 luôn. Size 1 còn được màu lam, màu nâu, màu đen với lại là màu màu tím măng cục mà chị Mai Ngôn. Ủa áo đỏ này là áo trơn đó chị, không phải là áo thêu. Nó lộn. Áo con đang mặc là mã nâu nha cô Chi Nguyễn. Size số 1 chị Mai Ngô ơi, size 1 là em còn được áo nâu em đang mặc nè. Màu tím măng cục nè chị, tím măng cục còn được một cái nè. Rồi màu đen. Màu đen. Rồi màu lam. Rồi em còn được 4 màu á, size số 1. Màu lam với màu hồng sen chứ. Hồng sen một luôn. Màu hồng sen nữa chứ. Còn màu hồng sen nữa nè. Hồng sen size 1 luôn. Còn được 4 màu. Nâu 2 em chốt cho chế Chi Nguyễn. Ok chế Chi Nguyễn. Rồi em hết nha. Có nhiều màu đó. Nó còn lẻ size lẻ màu. Chủ yếu là toàn màu lam, màu nâu với màu đen thôi mấy chị.
Rồi em tạm ốp cái like này nha cả nhà. Mấy bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn cho các chị luôn nha. Có đơn nhớ để ý điện thoại giúp em. Chiều nay bên em sẽ ốp sớm nha các chị. Chiều nay là chiều thứ bảy bên em ốp sớm, tầm khoảng 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi là bên em ốp máy nha. Nên là các chị có đơn trưa nay nhớ để ý điện thoại giúp em để bên em đi đơn cho các chị luôn ạ. Rồi em chào cả nhà mình. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Măng cột hết size số 5 rồi chứ Trần Phượng ơi. Size 1 50kg nhưng mà eo bao nhiêu? Thì bình thường chị mặc bên em size 1 thì mẫu này cũng size 1 chị. Eo tầm khoảng 72 trở lại. 50kg mình cao bao nhiêu? Bà ba thì em may quanh năm nha chị. Bà ba thì bên em chủ yếu là bán bà ba mà, nên bà ba em có quanh năm thì chị cứ canh like giúp dùm em ha. Hàng về thì em sẽ like. 50kg cao bao nhiêu chị Mai Ngô ơi? 50kg cao mét 55 trở lên thì mặc size số 1 chị nha. Chứ eo thì nhiều khi đo không có chính xác lắm đâu. Tại vì thun nó cũng có co giãn. Thì em cùng tầm khoảng 71-72 trở lại đó. Em là 1m58, em 50kg nè. Eo em là tầm khoảng 65, đang mặc size 1 rồi nó còn thoải mái vậy nè. Đó là eo tầm khoảng 71-72 trở lại ha. Rồi em up like ở đây nha cả nhà. Like cái chị.